Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 151, bộ truyện Tiên hiệp Tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên hiệp Tiên giả của tác giả Phong Ngữ nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm biết Chuyện được phát duy nhất trên kênh youtube Trần Vân Vlog. Chương 468 Phát hiện Vậy không thể để cho bọn chúng thắng. Chỉ cần hồng đảo vẫn do Bích Thủy Nhu định đoạt. Vậy chúng ta còn có khả năng nuốt trọn nó. Bất quá đối mặt nghiệp hỏa đảo, bọn hắn có khả năng thắng được sao? La Bàn Sơn liếc ngang nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta nhất định phải làm chút gì. Bất luận ra sao, cũng không thể để cho bọn chúng thắng trận tỷ thí ngày mai. Lưu đạo chủ nói, Người có biện pháp không? Ta có một bình bí dược tô phong tán, có thể khiến cho người ta trong ba ngày pháp lực tiêu tan, không thể nào ngưng tụ mà đối địch. Chỉ cần để tiểu tử kia trúng độc này, ngày mai hắn sẽ thua, không thể nghi ngờ lưu đạo chủ nói hạ dược loại tu sĩ đó làm sao lại tùy tiện trúng độc được la vạn sơn nghi ngờ hỏi muốn chúng ta hạ độc là điều không thể nhưng nếu bích thủy nhu hạ độc thì sao lưu đạo chủ nhếch miệng cười nhíu mày hỏi la vạn sơn nghe bừng tỉnh đại ngộ việc này mấu chốt thành bại ngay tại tàm tâm cổ của người có thành công khống chế bích thủy nhu hay không. Lưu đạo chủ nói tiếp. Ngày hôm nay, ta một mực thử cầu thông tàm tâm cổ, đã có một chút cảm ứng. Chỉ là muốn không dấu vết điều khiển bích thủy nhu, sợ rằng còn phải tốn chút khí lực. La Vạn Sơn đáp. Chờ không được lâu như vậy đâu. Chúng ta nhất định phải động tay chân trước trận tỷ thí ngày mai. Cho dù không thể giết hắn cũng phải khiến cho chiến lực của hắn tổn hao nhiều. Ngày mai không thể chiến thắng. Lưu đạo chủ trầm ngâm thật lâu, rồi lắc đầu nói: nếu vậy, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. La Bằng Sơn cau mày, chậm rãi nói. Đêm khuya, chỗ đám người Hồng Đảo đã tắt đèn, trong viện ngoài trừ côn trùng kêu vang, chỉ còn lại từng đợt thanh âm quả đen kêu. Bên trong một gian phòng khách bích thủy nhu thật vất vả bình phục nỗi lòng từ từ thiếp đi bỗng ngực nàng kịch liệt đau đớn đột nhiên mở hai mắt ra từ trên giường ngồi dậy hai tay nàng gác gao nắm lấy áo nơi ngực trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống sắc mặt trắng bệch tới cực điểm nơi ngực truyền tới đau đớn phệ tâm khiến cho nàng nghiến chặt hàm răng ngay cả khí lực hái miệng la cũng không có đúng lúc này nàng chợt nghe một tiếng trống không quá rõ ràng từ ngoài viện truyền vào nương theo tiếng trống một hồi tim đập nhanh mãnh liệt từ trong tim nàng truyền đến theo tiếng trống thùng thùng càng ngày càng rõ ràng tim bích thủy nhu đập càng mãnh liệt hơn đầu óc giống như bị người ta hung hăng đập một côn trở nên càng ngày càng choáng váng còn không đợi nàng kịp phản ứng bỗng một tiếng trống vang bên ngoài cửa phòng nàng đã mất đi ý thức hai thân ảnh lén lút, lặng lẽ chui vào trong phòng. Đương nhiên chính là La Vạn Sơn cùng Lưu Đảo Chủ. Lúc này trước ngực La Vạn Sơn mang theo một cây trống nhỏ đen nhánh. Vị trí trung tâm mặt trống nhuộm máu đỏ tươi. Mà nơi phát ra máu tươi chính là ngón giữa cùng ngón trỏ của La Vạn Sơn. Tạm tâm cổ cùng nhiếp trùng cổ đúng là tuyệt phối. Dễ dàng như vậy đã đánh ngã nương môn bích thủy nhu. Lưu đạo chủ nhìn nữ nhân nằm trên giường với tư thái uyển chuyển, đáy mắt hiện ra một tia nóng bỏng. Bất quá gã vẫn phân rõ nặng nhẹ, trong lòng biết trước mắt không phải là lúc xử lý việc vặt vảnh nên thu hồi tạp niệm. Phổi cái rắm, thôi động tàm tâm cổ mạnh như vậy, cực kỳ hao tổn máu tươi và thần hồn ta. Đợi tới lúc tàm tâm cổ lớn lên, bích thủy nhu nương môn này sẽ bị hủy, biến thành một cái xác không hồn giữ lại rất có ý tứ hay sao? La Vạn Sơn gắt một tiếng nói. Cuộc mua bán này làm cho hắn thua thiệt. Không chỉ không đạt được mục đích vốn có, còn không công hao phí tinh huyết và thần hồn. Sau đó càng phải xuất ra bí thuật trân quý nhà mình giao cho lưu đảo chủ. Tình thế nào cũng lỗ. Trước mắt, hắn chỉ mong có thể độc chết hai người kia mới là tốt. Bọn hắn tu vi không yếu, trên thân tất nhiên có bảo bối tốt đền bù đừng nói lời thừa thải, nhanh tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Lưu đạo chủ thúc giục. La Bàn Sơn không nói nữa, hai mắt nhìn chăm chú Bích Thủy Nhu. Hai ngón tay nổi lên máu thịt be bét, bấm niệm pháp quyết, điểm đến lồng ngực nàng. Chỉ thấy nơi ngực nàng có một con côn trùng như ngô công hiện ra. Từng nhánh chân nhanh chóng lan tràn đưa về phía tim của Bích Thủy Nhu, chậm rãi quấn quanh nó. Tiếp theo, một cái chớp mắt, cặp mắt của nàng lại mở to từ trên giường ngồi dậy chỉ thấy trong con mắt là vẻ thất thần nhưng nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát giác la vạn sơn lấy từ trong ngực ra một bầu rượu bạch ngọc đưa cho nàng trong lòng ra lệnh cho nàng bích thủy nhu tiếp nhận bầu rượu từ trên giường bước xuống đi ra ngoài đến ngoài cửa vẻ cứng ngắc trên mặt đổi thành ý cười nhu hòa đi thẳng đến phòng của viên minh chỉ mong độc này của ngươi không bị phát hiện ra. La Vạn Sơn khẽ thở dài, cẩn thận đi theo. Ngày nay, tàm tâm cổ chưa trưởng thành, hắn chỉ có thể điều khiển ở khoảng cách gần mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Bằng không, hắn cũng không muốn mạo hiểm đến nơi đây. Trong viện, Bích Thủy Nhu đi theo hành lang tới ngoài cửa phòng viên minh. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa vang lên, chờ giây lát cũng không thấy trong phòng đèn đuốc sáng lên cửa phòng lại kẹt kẹt một tiếng mở ra viên minh mới từ trong tu luyện tỉnh lại nhìn bích thủy nhu trước mắt quần áo hơi không chỉnh tề kinh ngạc nói bích thủy đạo hữu đã trễ như vậy rồi người đến là có chuyện gì có thể đi vào nói chuyện được không mặt mày bích thủy nhu buông xuống hỏi viên minh xong một phen tư lự vung tay lên đốt ánh nến trong phòng lúc này mới nghi người nhường nàng đi vào cửa phòng đóng lại có hai đạo nhân ảnh bao phủ bởi một tầng khí tức ngăn cách lén lén lúc lúc đi đến trông như bóng tối một gốc cây già ở trong viện cẩn thận nhìn về trong phòng ánh đèn chiếu rọi cái bóng của viên minh cùng bích thủy nhu tại cửa phòng chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ cũng không biết hai người nói cái gì chợt thấy sau lưng bích thủy nhu mơ hồ có một sợi hơi khói xông ra rất nhanh biến mất không thấy Thế nào rồi? Lưu đạo chủ không dám lên tiếng mà truyền âm hỏi. Hẳn là đã xong, hơi khói vừa rồi, hẳn là nàng đã mở ra nắp bình tô phong tán. Chắc hai người đều đã trúng độc. La Vạn Sơn nhẹ gật đầu, truyền âm trả lời. Nếu đã vậy, chúng ta có thể rút lui. Lưu đạo chủ lộ ra vui mừng muốn đi, La Vạn Sơn lại chần chừ tại chỗ không nhúc nhích. Sao chứ? Lưu đạo chủ nghi ngờ hỏi. Ta cảm thấy vẫn không an toàn. Sao không nhân cơ hội này giết tiểu tử kia đi? Nếu ba ngày sau hắn khôi phục pháp lực, đối với chúng ta chẳng phải là thiên đại tai họa hay sao? Trên thân tiểu tử này khó tránh còn có không ít gia sản. La Vạn Sơn trầm ngâm nói. Lưu Đạo Chủ nghe vậy cũng trầm mặt thật lâu mới chậm rãi gật đầu là một huy trưởng giết người. Hai người quyết định chủ ý nhanh chóng đi vào trước cửa phòng đang lúc bọn hắn chuẩn bị bạo khởi giết người chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng vang hai vị để chúng ta chờ thật lâu hai người nghe mà giật mình trong lòng biết điều không ổn lập tức muốn đào thoát bọn hắn quay người thật nhanh lại chợt thấy trước người cảnh vật biến đổi hai cánh cửa tự mở ra khiến bọn hắn va vào trong một gian nhà trong phòng đèn đuốc sáng trưng hai bóng người đang ngồi đối diện có một nữ nhân dường như hôn mê nằm ở bàn tròn một bên. Người ngồi chính là viên minh và tình ảnh, mà nằm sấp trên bàn mê mang là Bích Thủy Nhu. Người nói bọn hắn tối nay sẽ đến ta còn không tin, xem ra người lại đoán đúng rồi. Tình ảnh nhìn hai người có chút hốt hoảng, thần tình trên mặt có chút ảo não, tự hồ nàng đánh cược thua viên minh. Tối nay bọn hắn không tới, ta sẽ đi tìm bọn hắn. Hôm nay là ngày thứ hai, tàm tâm cổ trên người bích thủy nhu đạo hữu còn có thể lấy ra được nếu sau ba ngày tàm tâm cổ mọc lại toàn bộ trái tim hòa làm một thể sẽ không dễ lấy xuống đâu viên minh cười nói la vạn sơn và lưu đạo chủ thấy hai người nhẹ nhõm nói chuyện với nhau căn bản không để bọn gã vào trong mắt trong lòng sợ hãi cùng lo nghĩ thậm chí phẫn nộ tất cả đều xông ra đi hai người liếc nhau đồng thời mở miệng giúp lời La Bạn Sơn đưa tay hất về hai người viên minh. Hai tấm vụ màu huyết hồng thiêu đốt. Trong sương khói thoát ra hai ác quỷ mặt xanh nanh vàng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu nhào tới viên minh. Viên minh nhìn như không thấy có chút châm chọc nhìn hắn một cái. La Bạn Sơn và Lưu Đạo Chủ căn bản không dám quay đầu nhìn, chỉ cho hai con ác quỷ ngăn cản đoạn hậu, bản thân chỉ muốn mau chóng rời đi. Nhưng bọn hắn mới chạy ra một bước, cảnh vật phía trước lại biến ảo, trước người khói mù lượn lờ rơi vào một màu đen kịt. Chợt thấy phía trước có từng ánh đèn màu lục sáng lên, từng cái đèn lồng u lục trôi nổi huyền không. Một đền thờ to lớn màu đỏ đột nhiên từ trong sương mù dựng lên, bên trên thình lình viết ba chữ quỷ môn quan. Nguy rồi, là huyễn thuật. Lưu đạo chủ kêu lên. Dốc hết toàn lực, bất kể là huyễn thuật gì, tranh thủ thời gian thì phát phá vỡ nó đi. La Vạn Sơn cố trấn định rồi la lớn. Ngay sau đó trong quỷ môn quan, từng cái đèn lồng xanh mơn mởn trống rỗng bay ra. Theo sát sau, mười mấy đầu quỷ vật giữ tợn với bộ dáng khác nhau, nhào nhào tranh nhau chen lấn lao ra cửa lầu cát, phóng đến hai người. Trong đó một con hỏa quỷ hình thể to lớn mặc áo bào màu đỏ, tài năng nắm chặt hai quỷ vật mặt xanh nanh vàng nhét vào trong miệng. Xem bộ dáng kia Thình linh chính là hai quỷ vật từ hai tấm phù mà La Vạn Sơn mới vừa dùng để đoạn hậu. Hai con tiểu quỷ bị hỏa quỷ áo đỏ nhai hai ba cái rồi nuốt chửng. Hai người thấy mà da đầu tê dại một hồi. Bọn hắn giờ mới hiểu ra, thanh niên kia sao lại trấn định như thế? Thì ra là tà tu tinh thông quỷ đạo. Trong lúc nhất thời, dụng khí hai người rét lạnh thêm mấy phần. Đúng lúc này đỉnh đầu bọn hắn bỗng nhiên tự như bác vân kiến nhật, Hiển lộ ra một mảnh sáng ngời còn không chờ cho hai người mừng rỡ đã thấy một màn càng thêm kinh hãi chỉ thấy một bóng người to lớn vô cùng xuất hiện trên không đỉnh đầu của cả hai so sánh thì thân thể của mình đơn giản giống như một con rối bóng người cầm một thanh trường kiếm đen nhánh chém xuống đầu của lưu đạo chủ lưu đạo chủ kinh hoàng vội vàng không chế một tấm trắng màu bạc đưa lên trên đỉnh đầu ngăn cản Dường thân kiếm kia bắn ra ánh sáng u UH hắc dài hơn một trượng, ẩn ẩn có một cổ mang hoàng khí tức tràn ngập, bổ xuống hư không bên dưới. Hắc kiếm phát ra một tiếng quỷ gào. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hắc mang hiện ra, một sợi kiếm khí màu đen trong nháy mắt xuyên qua tấm trắng màu bạc, trảm lên thân của Lưu đạo chủ. Cùng lúc này, một cổ lực nguyền rũ xâm nhập vào trong cơ thể của lão ta. Chỗ sâu nơi yết hầu của Lưu đảo chủ phát ra một tiếng vang nhỏ. Lúc này toàn thân gã cứng ngắc ngã trên mặt đất, không còn âm thanh. Chương 469 ép khô La vạn Sơn nào từng thấy qua cảnh tượng như vậy, bị một màn quỷ dị kia dọa cho hồn bay phách lạc. Lập tức từ bỏ chống cự, ngã quỵ xuống đất. Hai vị tiền bối, thần thông quảng đại, ta nhận thua, ta nhận thua. Gã run rẩy ôm quyền cầu xin tha thứ, Thấy vậy, viên minh mới vuông bàn tay lên, thu hồi bách quỷ dạ hành đồ và diệt hồn kiếm. La Vạn Sơn thấy huyện cảnh xung quanh biến mất, chỉ còn lại cái xác của lưu đạo chủ nằm thẳng đơ bên cạnh. Trong lòng sợ hãi tột độ, thậm chí không dám ngẩn đầu nhìn hai người viên minh. Tạm tâm cổ được người giao xuống người bích thủy đạo hữu vào lúc thi đấu ngày hôm qua. Tới nay còn chưa tới ba ngày. Muốn lấy ra, chắc là không khó đúng không? viên minh mở miệng chậm rãi hỏi không khó không khó la bạn sơn bồi đáp vậy con không nhanh nhanh mà làm đi viên minh lạnh lùng hừ một cái nói la bạn sơn không dám thất lễ lập tức bước lại gần xong lại có phần e ngại dừng lại rồi do dự nói muốn kéo tàm tâm cổ ra phải rạch một đường nơi cổ tay nàng cần làm thế nào thì làm đi dám có bất kỳ hành vi gây rối nào Người, tự biết kết cục rồi. Viên Minh từ tốn nói. Rõ, ta rõ rồi. La Vạn Sơn kinh sợ nói. Dứt lời, gã lập tức rạch một đường trên cổ tay trắng muốt của Bích Thủy Nhu. Sau đó lại rạch lòng bàn tay của mình ra, lấy máu mình làm dẫn. Đồng thời lắc nhíp trùng cổ dụ tạm tâm cổ rời khỏi thân thể của Bích Thủy Nhu. Chỉ sau chốc lát liền có một con trùng to mọng màu đỏ rút từ trong người Bích Thủy Nhu chui ra thấy tạm tâm cổ đã chui ra viên minh lập tức điểm một cái vào mi tâm bích thủy nhu một điểm sáng từ đó khải lóe tiếp theo đôi mắt bích thủy nhu rung lên người từ từ tỉnh nhìn cảnh tượng trước mặt nàng đầu tiên là giật mình sau đó lập tức nhớ ra mình hình như bị kẻ nào khống chế không tự chủ được đến tìm viên minh đã xảy ra chuyện gì sao ta lại ở đây chứ bích thủy nhu nghĩ to cả đầu vẫn không thể nào nhớ được chi tiết bèn mở miệng hỏi Hai tên này cấu kết với nhau, cấy tạm tâm cổ lên người ngươi. Sau đó muốn khống chế ngươi hạ độc ta. Hiện nay lưu đạo chủ đã chết. La đạo chủ này ta tính giữ lại để cho ngươi xử lý. Việc mình vắng tắt giải thích. Bích Thủy Nhu nghe sau khẽ xoa mi tâm, nghỉ ngơi thêm một lát mới tỉnh táo hẳn. Nàng lại uy hiếp La Vạn Sơn để gã thuật lại tiền căn hậu quả một lần. Lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Lần này nếu không phải có hai vị đạo hữu tương trợ. Hồng chỉ đảo ta e rằng xong rồi. Bích Thủy Nhu càng nghĩ càng sợ, vội đứng lên, không người thi lễ với viên minh và tịch ảnh. Không cần nói lời cảm tạ. Người xem, nên xử trí la đạo chủ này thế nào đi? Viên minh hỏi. La đạo chủ, người nói một chút coi. Cái đầu trên cổ của người đáng giá bao nhiêu? Bích Thủy Nhu nghe, bèn nhìn sang la vạn sơn. Tạ, Ta nguyện xuất ra một nửa tài nguyên tồn kho của Loa Sơn Đảo, dân đặng Bích Thủy Đạo Hữu, xem như tạ tội. La Vạn Sơn nghe thì cuốn quyết nói. Chỉ có một nửa thôi sao? La Đạo Chủ cũng tự chọn đi, là muốn nửa người bên trái hay nửa người bên phải? Bích Thủy Du hiếp mắt cười hỏi. Tất cả, tất cả đều tặng Bích Thủy Đạo Hữu. Sau này, Loa Sơn Đảo chính là thuộc hạ của Hồng Chi Đảo. La Vạn Sơn vội vàng đổi giọng, nói với ngữ tốc cực nhanh. Nghe nói, loa sơn đảo các ngươi có một loại bí thuật ngự thú. Điền Minh bỗng mở miệng hỏi. Ngay vậy, đáy mắt la vàng sơn thoáng hiện ra căm tức, nhưng trên mặt vẫn giữ nét e ngại đáp. Dạ không sai, nếu ngài muốn, vậy ta sẽ đưa cho ngài ngay. Dứt lời, ngã lập tức xoay cổ tay, tức thì một cuốn sách cũ kỹ màu vàng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Điền Minh liếc nhìn, chỉ thấy trên bìa sách ghi mấy chữ, kim quỳ ngự thú thuật bằng văn tự gỗ. Lập tức nghĩ tới một tin đồn mà hắn từng nghe. Đoạn đưa tay khẽ vẫy thu cuốn sách vào trong lòng bàn tay. Kim Quỳ Ngự Thú Thuật Nghe cái tên này có phải là có liên quan tới Kim Quỳ Tiên Đảo? Một trong ba đảo tiên trong truyền thuyết kia không? Viên Minh hỏi Tiền bối hảo nhãn lực Thuật này chính là một môn bí thuật trong Kim Quỳ Thiên Thư mà Kim Quỳ Thiên Thư chính là vô thượng bí bảo của Kim Quỳ Tiên Đảo. Chỉ tiếc Kim Quỳ Thiên Thư đã thất truyền từ lâu. Kim Quỳ ngự thú này cũng là bản tàn khuyết không đầy đủ. La Vạn Sơn vội giải thích. Viên Minh lật xem, phát hiện bí thuật ngự thú được ghi chép trong sách, tinh diệu hơn rất nhiều thứ mà tam động chủ Bích La Động dạy hắn. Thậm chí một số chỗ còn huyện diệu hơn vạn thú chân giám của Trân Linh Tông. Tu luyện thuật này không những có thể điều khiển không chế linh thú Mà thậm chí còn có thể tương dung với pháp lực của linh thú Đạt tới mức độ Có thể mượn dùng thần thông của linh thú Nhưng điều đáng tiếc Chính như La Vạn Sơn nói Bản kim quỳ ngự thú thuật này không hoàn chỉnh Nội dung thiếu khuyết rất nhiều Trong phần còn giữ được Chỉ có nội dung nói về việc tương dung cùng pháp lực yêu thú Là còn hoàn chỉnh Viện mình không nói gì thêm Cứ vậy cất bí thuật này Một cách vô cùng tự nhiên tiền bối, ngài thấy rồi. Bí thuật ta cũng đã nộp lên. Sau này ta cam đoan tuyệt đối không đối đầu cùng Hồng Chi Đảo. Ngài có thể thả cho ta một con đường sống được không? La Vạn Sơn trộm quan sát nét mặt của viên minh rồi lập tức cầu khẩn. Viên minh trả lại không buồn nhìn hắn ta, chỉ nhìn qua Bích Thủy Nhu. Bích Thủy Đạo Hữu Sự trí người này ra sao? Vẫn là ngươi tự quyết. Nghe được lời này, La Vàng Sơn lập tức tái mặt, vội vàng cầu xin Bích Thủy Nhu. Bích Thủy đạo hữu, ta biết giữa chúng ta có chút hiểu nhầm. <laughs> hiểu nhầm sao? La Vàng Sơn còn chưa nói hết câu, đã bị Bích Thủy Nhu cắt ngang. Không phải hiểu nhầm, không phải hiểu nhầm, là ta to gan lớn mật, giảm có ý đồ sau cuối cùng Bích Thủy đạo hữu. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Bích Thủy đạo hữu, muốn xử lý ra sao ta cũng không dám oán tháng nửa câu chỉ cầu có thể tha cho ta cái mạng chó của ta mà thôi. La Vàng Sơn luôn miệng cầu xin. Hay cho cầu có ý đồ xấu với ta. Chuyện ngươi cùng tên lưu đảo chủ kia hợp mưu hồng chiếm đoạt hồng chi đảo của ta. Cứ như vậy coi như là không có sao. Bích Thủy Nhu cười lạnh chất vấn. La Vàng Sơn mặt cắt không ra giọt máu, lòng gần như tuyệt vọng. Muốn ta không giết ngươi, cũng không phải là không được. Bích Thủy Nhu bỗng đổi giọng nói, La bạn Sơn đang ở đáy sâu của tuyệt vọng, nghe xong câu này, hai mắt lập tức sáng, bồi vàng nói. Người nói đi, muốn ta làm gì? Chỉ cần không giết ta, việc gì ta cũng đáp ứng. Bây giờ lưu đảo chủ đã chết, ta muốn người hỗ trợ ta nuốt trọn lưu lan đảo. Bích Thủy Nhu chầm rãi, mở miệng nói. Nghe lời này, viên minh ánh mắt khẽ lóe trên mặt lộ ra vẻ cười mà như không cười cách nhìn của hắn với bích thủy nhu cũng theo đó thay đổi ít nhiều đối mặt với kẻ địch khi nhục mình như vậy bích thủy nhu lại có thể đè nén sát tâm hợp tác ngược với tên kia đủ để thấy khí độ phẩm cách của nàng không hề tầm thường la vạn sơn nghe xong lời này mặt mày lập tức thả lỏng nếu là việc này bích thủy đạo hữu tìm ta xem như là tìm đúng người rồi thật không dám giấu giếm phó đạo chủ lưu lan đảo ngầm liên hệ với ta đã nhiều năm. Giờ đạo chủ của hắn bỏ mạng, muốn giúp bích thủy đạo hữu nắm lấy lưu lan đảo, thật sự là dễ như trở bàn tay. La Vạn Sơn lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói. La đạo chủ, đúng là quen biết rộng rãi ha. Không biết hồng chia đảo ta có con cờ nào của ngươi không? Bích Thủy Nhu nghe không mừng vui mà lạnh giọng hỏi. Không có, cái này là tuyệt đối không có. Không dối gạt, ta đúng là có suy nghĩ cài gián điệp vào chỉ có điều bích thủy đạo hữu quản lý quá tốt toàn bộ hồng chi đảo trên dưới một lòng ta mãi chưa thể thành công trái tim vừa thả lỏng của la vạn sơn lại căng lên ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng la đạo chủ tình cảnh hiện tại như vậy muốn ta cứ thế thả người đi tin rằng bản thân la đạo chủ cũng cảm thấy không hợp lý bích thủy nhu thuận miệng hỏi không không hợp lý vậy bích thủy đạo hữu muốn thế nào la vạn sơn cắn răng hỏi ở đây ta có bí dược do hồng chi đảo chúng ta luyện chế la đạo chủ ngoan ngoãn ăn vào là được sau này mỗi tháng đúng hạn ta sẽ cho la đạo chủ một viên thuốc giải giúp la đạo chủ khống chế dược lực bích thủy nhu có vẻ hài lòng với câu trả lời của la vạn sơn bí dược là bí dược gì nghe vậy sắc mặt của la vạn sơn lập tức trở nên khó coi bí dụng này ta chưa từng dùng lần nào bên ngoài nó có cái tên rất dễ nghe gọi là chu sa chí sau khi ăn vào mi tâm la đảo chủ sẽ xuất hiện một nốt ruồi chu sa nếu dùng giả dược đúng hạn sẽ không có vấn đề gì còn nếu không có một khi độc phát nốt ruồi chu sa sẽ lập tức phóng thích độc tố nhập thẳng vào thất hải thần tiên cũng khó cứu nụ cười trên mặt bích thủy nhu càng thêm sáng lạng kiên nhẫn giải thích bích thủy đạo hữu sau khi ta giúp người không chế lưu lan đảo, lại đưa loa sơn đảo về dưới trướng của Hồng Chi đảo. Có thể không dùng loại độc này hay không? La Vạn Sơn nói với ngữ điệu như van cầu. Gã tình nguyện từ bỏ loa sơn đảo, chứ không muốn cả đời bị người khác khống chế. Người cảm thấy, ta giống như đang thương lượng cùng ngươi sao? Bích Thủy Nhu hỏi ngược. La Vạn Sơn mặt mũi tối sầm, trong lòng vẫn đang không ngừng tranh đấu. chu Sa Chí cũng không phải là không thể giải. Chỉ cần cùng dùng thuốc giải liên tục 36 tháng là có thể loại trừ triệt để rồi. Bích Thủy Nhu ngưng một lát rồi mới lên tiếng. Ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần La Vạn Sơn nghe lệnh nàng 3 năm là sẽ được giải thoát. Dù sao nàng và viên minh gần như đã ép khô gã, nếu không cho gã bất kỳ hy vọng nào, e rằng đối phương quẩn trí làm ẩu thì không hay. Làm sao mà ta có thể tin tưởng được ngươi? La Vạn Sơn nhìn Bích Thủy Nhu hỏi. Bích Thủy Nhu lười nói với gã, lấy từ trong ngực áo một bình bạch ngọc ném xuống đất. Hoặc là ăn chu sa chí, hoặc là chết luôn ở đây. Người không có lựa chọn nào khác. Bích Thủy Nhu lạnh lùng nói. La Vạn Sơn hít sâu một hơi xong cũng không do dự. Lập tức nhặt bình kia lên, đổ một viên đang dược từ trong bình ra rồi ngửa đầu nuốt vào bụng. Ngày tiếp theo, gã cảm nhận có một dòng nhiệt lưu từ đang điền vọt thẳng đi tới chỗ mi tâm gã rồi dừng. Mi tâm gã lập tức xuất hiện một nốt ruồi màu đỏ to bằng hạt gạo, xem ra chính là nốt ruồi chu sa kia. Sau khi nuốt vào chu sa chí, La Vạn Sơn không tranh thủ suy tính mà co quắp ngồi dưới đất, cả người ướt đẫm như bị dội nước, nhất thời không nói được lời nào. Người về trước đi, sau này lúc nào cần, ta tự sẽ liên hệ với ngươi. Bích Thủy Nhu khoát tay áo nói. La Vạn Sơn như người mất hồn chầm rãi đứng dậy, mở cửa phòng bước ra. Lúc này trên cây, trong sân, ở bên ngoài phòng, một con quạ bỗng dương cánh bay vào trong phòng, đoạn đâm thẳng tới mi tâm của lưu đạo chủ mới chết rồi chui vào bên trong. Ngày tiếp theo, liền thấy cái xác trên sàn đột nhiên giải dụa đứng lên, vận động tay chân một chút, rồi như người sống, gỡ pháp khí trữ vật bên hông xuống đặt lên trên mặt bàn. Một mạng bất thình lình này khiến La Vạn Sơn giật nảy người. Người? Người là hồn tu? Gã nhìn về viên minh, kinh nghi bất định hỏi, trong lòng càng thấy hối tiếc khôn nguôi. Trường 470, Mong Muốn Viên minh căn bản không có ý phản ứng gì với La Vạn Sơn, chẳng qua chỉ nói với Bích Thủy Nhu. Trước hết, để cho Lưu Đạo Chủ còn sống quay về, hiện tại chết ở đây thì chuyện này hơi khó xử lý trong mắt bích thủy nhu chợt hiện ra kinh ngạc do dự rồi gật gật đầu bởi làm phiền la đạo hữu mang theo lưu đạo chủ cùng quay về trên đường cũng nên cẩn thận a à. việc minh quay đầu nhìn về la vạn sơn vừa cười vừa nói la vạn sơn nghe vội vàng đáp ứng mang theo lưu đạo chủ hoảng hốt mà đi bích thủy đạo hữu ngày mai ta sẽ để Lưu đạo chủ bàn giao toàn quyền xử lý công việc của Lưu Lan đạo chủ cho phó đạo chủ. Còn gã sẽ tự công bố mình đi ra ngoài hải ngoại để dạo chơi. Chuyện sau này, ngươi để La Vạn Sơn phối hợp làm theo ngươi là được. Viên Minh dặn dò. Với tù vị của hắn hiện nay, thì việc dùng hồn nha khống thi dễ như bỡn. Chỉ có điều lâu ngày thi thể vẫn sẽ bị hư hỏng, cho nên cần phải xử lý nhanh chóng, tránh khỏi đêm dài lắm mộng đại ân của viên đạo hữu, ta thật khó mà báo đáp được, xin nhận của ta một lễ. Bích Thủy Nhu thấy hắn cân nhắc chu toàn như vậy, đã biết lần này nếu không có vị viên đạo hữu này, e rằng nàng đã gặp kiếp nạn rồi, bèn vội vàng không người bái tạ. Nếu không phải bên người viên đạo hữu có tình ảnh đạo hữu rồi, sợ rằng nàng còn sẽ nói lấy thân báo đáp. Người là bằng hữu của tịch ảnh thì cũng là bằng hữu của ta, không cần phải khách khí như vậy đâu. Viên Minh cười khoát tay nói, Tịch Ảnh một mực đứng bên cạnh không nói lời nào, khoái miệng lại nhếch nhếch mang theo một chút ý cười. Đến lúc Bích Thủy Nhu rời đi, Tịch Ảnh chợt nhướng mày lên hỏi. "Viên Đạo hữu, có thể nói người đã dốc hết lòng giúp Bích Thủy Nhu đạo hữu rồi, thật sự rất là chu toàn nha. Chẳng qua, để chúng ta thuận lợi lấy được tiên quả hơn mà thôi." Viên Minh nghe thì khẽ giật mình, mơ hồ cảm thấy lời này không giống như khen ngợi nên vội nói, Tình ảnh cũng không tức giận, chỉ hừ khẽ một tiếng rồi quay người rời đi, trở về gian phòng của mình. Viên Minh đưa tay sờ lên mũi mình, lắc đầu rồi cũng quay trở về phòng. Sau khi đóng cửa phòng, Hằng mới lấy ra tàn quyển kim quỷ ngự thú thuật, cẩn thận nhìn qua một lượt. Ước chừng qua nửa canh giờ sau, Viên Minh mới cầm quyển sách này cất đi, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, trong lòng ngẫm nghĩ những điểm tinh diệu của thuật này. Sau một lát, Hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, rồi đưa tay lên vỗ túi linh thú bên hông. một đạo điện quang lập lòe xuất hiện, lôi vũ hiện ra giữa gian phòng, đáp xuống dưới chân viên minh. viên minh với nó cũng coi như là tâm ý tương thông, lúc này cũng đã dùng thần niệm báo cho nó biết mình muốn cùng nó hợp luyện bí thuật dung linh. lôi vũ biết được, đương nhiên vô cùng vui vẻ, còn rất ăn ý bay đến đậu xuống đầu vai của viên minh. viên minh hiểu ý cười cười cầm thâu thiên đỉnh dựa theo nội dung ghi chép trong kim quỳ ngự thú thuật, bắt đầu vận chuyển pháp lực. Bí thuật dung linh thường chỉ được tiến hành giữa chủ nhân và linh thú của mình. Giữa hai bên càng ăn ý với nhau thì xác suất thành công khi thi triển thuật dung linh càng cao hơn. Lôi vũ được viên minh chăm sóc, nuôi nấng từ nhỏ, hai bên đều tâm ý tương thông, đương nhiên rất ăn ý. Viên minh lại có nguyện lực khổng lồ bên trong thâu thiên đỉnh phụ trợ, khiến cho tốc độ tu hành càng cực nhanh. Chẳng qua mới thử qua hai lần, Viên Minh đã nhanh chóng đưa được pháp lực của mình vào trong cơ thể lôi vũ. Hai bên gắn kết lại, rồi dựng nên một cây cầu kết nối với nhau. Sau đó Viên Minh lại để lôi vũ bay khỏi bờ vai mình. Cả hai kéo ra một khoảng cách xem sao. Kết quả mối liên hệ giữa hai người cũng không bị tách ra, mà vẫn tồn tại như trước. Viên Minh thấy vậy mới cảm thấy vui vẻ, bắt đầu chính thức dùng linh thử nghiệm dẫn yêu lực trong cơ thể của lôi vũ vào trong cơ thể của hắn. Lúc ban đầu thử nghiệm, lôi vũ phát hiện yêu lực trong cơ thể đột nhiên tuôn ra bên ngoài nên có hơi kinh hoảng, phe phẩy hai cánh có chút bất an, còn đi tới đi lui trong phòng. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Viện mình thấy vậy vội vàng an ủi vài câu mới khiến cho nó yên tâm lại. Mấy hơi thở sau, cảm giác yêu lực bị kéo ra ngoài nhanh chóng biến mất thay vào đó là cảm giác kỳ lạ của một loại kinh mạch huyết mạch liên thông giữa một người một thú phản phất như thành một thể chỉ có điều thần niệm của viên minh cùng lôi vũ lại tồn tại độc lập riêng phần mình cũng không bị hòa thành một thể nếu không bọn họ đã sinh ra ảo giác thật sự hợp làm một thể rất nhanh viên minh vô cùng kinh ngạc phát hiện sau khi dung linh xong pháp lực bản thân đã trở nên hùng hậu hơn tương đương với trình độ kết đan trung kỳ hắn có thể cảm giác được chỉ cần trong đầu mình xuất hiện một ý nghĩ là pháp lực cùng yêu lực giữa bọn họ được tương dung với nhau như nước chảy mây trôi tùy ý lưu động giữa cơ thể mình cùng lôi vũ như một khối đi chúng ta ra ngoài thử một chút viên minh cười vỗ lưng lôi vũ một người một chim nhanh chóng rời khỏi nơi ở không bao lâu cả hai xuất hiện trên một khu vực đảo hải ngoại mặt biển đen nhánh sóng biển cuồn cuộn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, khiến sóng nước gần lăn tăng một màu bạc. Ánh mắt viên minh ngưng lại tay kết pháp quyết, mang theo lôi vũ tiến vào trong không gian ảo cảnh. Hắn đứng trên lưng lôi vũ vươn cánh tay về phía trước, xòe năm ngón tay ra. Nhây mắt tiếp theo, chỉ thấy mắt của hắn lóe sáng, chớp màu vàng, rồi một tia lôi điện màu vàng to lớn xuất hiện. Phần nhánh hơn 10 tia chớp vàng như đang dệt vào nhau thành một tấm lưới điện, bao trùm cả một khoảng không phía trước lưới điện bao trùm trong hư không, tia chớp vàng kịch liệt bắn ra, ba chạm lẫn nhau, phát ra từng tiếng sấm vang đi đùng. Hình thái này không quá giống với thần thông lôi kích mà lôi vũ thi triển, nhưng lại có uy năng cao hơn nhiều. Dung hợp yêu lực của người với pháp lực của ta, khiến cho phạm vi cùng hiệu quả công kích tăng lên không ít. Viên Minh mừng rõ nói, lôi vũ cũng vui sướng kêu to. Sau đó viên Minh dẫn thẳng trưởng hướng về không trung, Từng tầng mây đen lập tức nhanh chóng hội tụ đến, ngưng tụ thành một đám mây xâm xét đen thùi cực lớn, như muốn đánh nát cả bầu trời. Thử qua hai thần thông này rồi, viên minh đã cảm thấy hết sức hài lòng, bèn thử phi hành xem sao. Chỉ thấy, hắn điều động lực lôi điện thử nghiệm phi hành. Trên hai cánh tay của hắn đồng thời hiện ra một hình vẽ tia xét hình đôi cánh. Sau đó cả người được lực lượng lôi điện bao bọc, chấp nhoáng sau đã vượt qua một khoảng trăm trượng trong lúc này, mặt biển đã xuất hiện hình ảnh một bóng người được hồ quang điện bao trùm. Chốc lát xuất hiện trên mặt biển nơi này, chốc lát lại biến mất rồi xuất hiện ở nơi xa, phiêu hốt bất định như thể quỷ mị mà đi. Sau khi dừng lại, hình ảnh đôi cánh bằng tia sét trên cánh tay của hắn cũng theo đó mà biến mất. Quả nhiên, có dùng linh của kim quỷ ngự thú thuật, ta có thể điều động được thần thông của linh thú Viên Minh mừng rỡ dị thường, sau đó hắn lại gọi Hoa Chi cùng Tam Nhãn Ô Cưu ra ngoài, nói về chuyện dung linh. Tam Nhãn Ô Cưu là tín đồ của Viên Minh, đương nhiên không có dị nghị gì. Hoa Chi lại càng thêm nhiệt tình, còn tỏ vẻ muốn thử nghiệm trước. Viên Minh rốt cuộc đã lần lượt dung linh với hai đứa bọn đó. Hiệu quả thử nghiệm khiến hắn rất thỏa mãn. Cảnh giới hai bọn nó còn cao hơn cả lôi vũ một chút. Sau khi dung linh thì pháp lực của Viên Minh tăng thêm rõ rệt đã gần như tương đương với kết đan hậu kỳ. Viên Minh lại tán dương ba gia hỏa này vài câu, trấn an bọn nó xong mới thu cả bọn về. Sau đó hắn giải trừ ảo cảnh, cảm thấy mỹ mãn rồi quay trở về chỗ ở. Sáng sớm ngày thứ hai, vòng thi tuyển thứ ba cũng đã bắt đầu. Từ 16 hòn đảo còn lại này mới quyết định ra được một cái tên duy nhất. Cho nên tỷ thí hôm nay càng thêm kịch liệt hơn hẳn so với hai ngày trước bỏ một tiểu tổ bốn hoàng đảo cấp 2 bên trong đó ra. Còn lại, hầu như tất cả tuyển thủ mà các đảo cấp 1 phái ra tỷ thí đều chỉ một cấp độ, đều là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Không biết là cố ý hay vô tình mà bốn trận so tài đầu tiên đều là màn đấu võ giữa bốn hoàng đảo cấp 2 với nhau. Bốn đảo Hàng Tinh Đảo, Ô Vân Đảo, Huyết Yến Đảo và Kim Liên Đảo vẫn là những hoàng đảo giành chiến thắng trong kỳ đại hội trước đó. Mười mấy trận tỷ thí tiếp theo cũng đều là hòn đảo cấp 1 dùng ưu thế áp đảo mà giành được thắng lợi. Sau giờ ngọ một khắc, đã đến cuộc tỷ thí cuối cùng. Nghiệp hỏa đảo, giao đấu cùng Hồng Chi đảo. Biểu hiện hoành tráng của Hồng Chi đảo mấy ngày trước đã khiến cho phần đông các tu sĩ vây xem dâng lên một chút mong đợi trong trận tỷ thí ngày hôm nay. Khi đại hội đấu võ lần trước không xuất hiện qua tình huống hòn đảo cấp 2 có thể thắng ngược hòn đảo cấp 1, cho nên ngoài tu sĩ Loa Sơn Đảo cùng Lưu Lan Đảo, thì hầu như tất cả tu sĩ ở những hoàng đảo cấp 2 đều thầm mong chờ ngựa ô Hồng Chi Đảo có thể sáng tạo ra được lịch sử trong lần đại hội này. Bọn họ không thể chống lại được quy chế tỷ đấu không công bằng này, không có nghĩa bọn họ không mang theo oán khí trong lòng. Đa bộ phận các tu sĩ ở các hòn đảo cấp 1 lại xem như việc không liên quan tới mình. Dù biết không có khả năng cao, nhưng bọn hắn vẫn mong chờ được xem một màn nghiệp Hỏa đảo xấu mặt. Những suy nghĩ hỗn loạn này lặng lẽ thay đổi mong muốn của tất cả mọi người. Vì vậy mà tình huống kỳ dị chợt xuất hiện. Đó là phần lớn những người có mặt trong hội trường này, vậy mà lại hy vọng Hồng Chi Đảo có thể thắng. Sau khi tỷ thí được tuyên bố bắt đầu, viên minh đã phi thân đi xuống võ đài trước. Giây lát sau, tuyển thủ nghiệp hòa đảo mới khoan thai đi tới. Chỉ là y vừa mới lên võ đài mọi người vây xem không khỏi ồ lên. Là y, nghiệp hỏa đảo vậy mà lại phái y ra. Thôi Ngọc, nghiệp hỏa đảo vậy mà lại để Thôi Ngọc xuất thủ. Xem ra lần tỷ thí này không cần phải suy nghĩ rồi. À chà chà, nghiệp hỏa đảo vậy mà sợ thua hay sao, lại phái ra Thôi Ngọc. Đủ các loại âm thanh nầm ý khó phân biệt vang lên. Trên quảng trường, phần đông những người chủ sự của các hòn đảo cấp 1 đều đồng loạt lộ ra kinh ngạc người chủ sự hồng vũ kinh ngạc nhìn về viêm tương ta nhớ tháng trước không phải thôi ngọc sư điệt đã bế quan trùng kích nguyên anh kỳ hay sao làm sao lúc này lại đi ra ngoài thi đấu hắn thiên tư đần độn không phá cảnh thành công nên đã chủ động đề xuất tham gia thi đấu xem trong thực chiến có thể tìm được cơ hội phá cảnh hay không viêm tương nhìn không chớp mắt ngữ khí không nhanh không chậm trả lời mọi người nghe trong lòng xem thường không thôi ai mà không biết, Thôi Ngọc chính là đệ tử thân truyền của nghiệp hỏa đạo chủ, tư chất tu hành cực tốt, không đến 200 tuổi đã đạt kết đan đỉnh phong, là tu sĩ có khả năng nhất ở nghiệp hỏa đảo, có thể đột phá đến Nguyên Anh Kỳ trước 200 tuổi. Nói y có thiên tư đận độn sao, có kẻ ngu mới tin chuyện vớ vẩn này. Huống hồ, trùng kích cảnh giới Nguyên Anh không phải chỉ bế quan một tháng là có thể biết được phá cảnh được hay không. Bình thường cần phải bế quan nửa năm hoặc một năm thậm chí 3 tới 5 năm là chuyện bình thường. Chắc hẳn Kim Tương thấy lần này Hồng Chi Đảo dự thi lộ đầy vẻ cổ quái, sợ rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn nên mới không tiếc công sức gọi Thôi Ngọc Đăng bế quan ra ngoài, tạm tham gia vào cuộc tỷ thí này, đảm bảo không có điều sơ sót nào xảy ra. Kết thúc tập 151, bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.